Thái Thiên Phượng và chồng hiện tại chưa đăng ký kết hôn, luật sư hé lộ về chuyện thừa kế tài sản của người quá cố. Vụ án liên quan đến nữ người mẫu Thái Thiên Phượng, bị gia đình chồng cũ sát hại, phân xác, dần đi đến hồi kết, khi cả nhà thủ phạm đã bị cáo buộc với tội danh thích đáng. Theo đó, bố chồng và anh trai chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị cáo buộc tội giết người, phải đối diện mức án cao nhất theo luật pháp địa phương. Chồng cũ của cô vừa bị bắt chiều ngày 25 tháng 2 và đang cho lời khai. Trong khi đó, mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng bị cáo buộc cản trở quá trình thực thi công lý. Phiên sơ thẩm đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2. Án mạng xảy ra được cho là có liên quan đến việc tranh chấp tài sản. Thái Thiên Phượng đã mua một căn hộ đắt đỏ ở khu Kadoji Hill để gia đình chồng cũ sinh sống. Thế nhưng gần đây, do Thái Thiên Phượng muốn bán lại căn hộ này, nên cả hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Bạn thân Thái Thiên Phượng cho biết, quyết định muốn bán căn hộ của nữ người mẫu chỉ xuất phát từ góc độ đầu tư, cũng không phải muốn đuổi gia đình chồng cũ đi. Nếu có bán đi, thì chắc chắn cố người mẫu cũng sẽ chuẩn bị nơi ở khác. Thế nhưng gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng lại nhẫn tâm xuống tay với con dâu cũ. Chia sẻ với tờ The Standard, Albert Luk Wai Hung, một luật sư nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc, nhận định gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng sẽ không nhận được bất kỳ tài sản thừa kế nào từ cố người mẫu sau khi đã vướng cáo buộc giết người. Theo luật, tất cả sẽ bị gạch tên khỏi danh sách những người được hưởng di sản của Thái Thiên Phượng. Bố chồng cũ cũng không thể sở hữu căn nhà mà Thái Thiên Phượng cho đứng tên, vì cố người mẫu đã bỏ tiền ra mua căn nhà, trả tất cả các khoản thuế và phí liên quan. Nói về quyền thừa kế khối tài sản mà Thái Thiên Phượng để lại, luật sư chia sẻ thêm, trong trường hợp người chết không để lại di chúc, thì vấn đề phân chia tài sản thừa kế sẽ được quy định bởi pháp luật, chia theo thứ tự ưu tiên, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông bà, anh chị em ruột và những người có mối quan hệ huyết thống khác. Vì cố người mẫu và chồng hiện tại chưa đăng ký kết hôn, nên anh này cũng không thể thừa kế tài sản một cách hợp pháp. Thái Thiên Phượng và Chris, thái tử gia tập đoàn Đầm Tử, kết hôn từ năm 2016, nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn hợp pháp. Chồng cô được mệnh danh là thái tử quyền lực ngành ẩm thực. Nguồn tin cho biết, Chris vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ của vợ, vẫn vui vẻ để vợ chu cấp tiền cho gia đình này. Anh thương yêu hai con riêng của vợ như con ruột của mình. Chia sẻ với truyền thông, Chris cho biết anh biết ơn sự hiện diện của vợ trong cuộc đời, đồng thời hứa rằng sẽ tiếp tục chăm sóc tốt cho hai con của mình và hai con riêng của vợ. Cô ấy ủng hộ tôi và yêu tôi rất nhiều. Cô ấy còn nuôi 4 đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Thật may mắn khi được trở thành một phần trong cuộc đời của Abby, tên tiếng Anh của Thái Thiên Phượng. Bố chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng, người sáng lập chuỗi nhà hàng tại Hồng Kông, hết lời khen ngợi con dâu quá cố. Abby là người phụ nữ đáng được trân trọng, ngay cả nhân viên, tài xế nhà chúng tôi đều khen con dâu tôi là người mẹ có trách nhiệm. Trong khi đó, mẹ chồng hiện tại của nữ người mẫu cũng bồi hồi vì nhớ con dâu. Bà chia sẻ với truyền thông Hồng Kông về những lần Thái Thiên Phượng cùng bà đi ăn uống. Abby rất thân thiện với các thành viên và cả nhân viên trong gia đình tôi. Một người quen của gia đình còn tiết lộ, mẹ chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng đã khuyên người thân nên xóa mọi ứng dụng tin tức trên điện thoại để tinh thần không bị ảnh hưởng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.